một cái con cục đẩy mạch class TD, đó là TD 2500, công suất trên một kênh ở trở kháng 8 ohm đạt lên tới 2500W trên một kênh anh em nhé. Bên trong nội thất thì anh em cũng đã rõ về dòng này, và hôm trước thì bên em cũng đã demo thực tế quất súp kép 3000W RMS cho anh em thấy, ok chưa? Với dòng này bao cho anh em quật súp kép 50, bao quật súp kép 60 anh em nhé. Nên anh em yên tâm chơi dòng này thoải mái, bao bền bỉ mát máy luôn. Bên trong nội thất thì nguồn biến áp xuyến dây đồng sử dụng ở đây đó là sò MZL anh em nhé, sò MZL, ok chưa? Sò MZL 4302A này, và dưới này thì sử dụng những cái con phét bằng 86N25 anh em nhé, 86N25. Mỗi một kênh của nó thì sẽ sử dụng 6 con phét và 16 con sò MZL cho anh em chơi, ok chưa? Vừa rồi thì anh em đang nhìn thấy đó là bên vế bên tay phải sử dụng 8 con MZL và 3 con phét ở trên, thì nhân đôi lên là nó sẽ làm ở phía dưới nữa là 16 con MZL và 6 con phét, nhân với 2 vế lên 32 con MZL và 12 con phét 86N25. Nó quá là khủng khiếp cho anh em rồi. Và anh em nhìn thêm cả cái phần tụ của nó này, 250V 4700mA, sử dụng 8 con tụ cao 3U anh em nhé. Và dòng này là Class TD, bên em hiện tại đang bán với mức giá đó là 16 triệu đồng. Nói chung là bao quật cho anh em súp kép nhé, bao quật súp kép ngon lành, vô tư, thoải mái, mạnh mẽ, bền bỉ, mát máy, ok chưa anh em? Thì nguồn này của nó đó là nguồn biến áp xuyến dây đồng anh em nhé. Dây sử dụng dây ly to, anh em nhìn nó to, nó bự luôn. Cái nguồn nó rất là lớn anh em nhé, rất là lớn luôn cho anh em, cực kỳ khủng khiếp. Đấy, nguồn đây. Và bên trong này thì nó là sử dụng linh kiện chân cắm anh em nhé. Mạch Class TD, Class TD hiệu suất hiệu năng nó rất là cao và công suất rất là lớn, 2500 một kênh là 8 ohm, còn 4 ohm thì lên tới gần 4000W cho anh em. Thì nói chung là bao quạt súp kép ngon, đúng ạ, không phải suy nghĩ đắn đo gì cả, thoải mái. Hai quạt gió thôi, nhưng mà dòng này khẳng định tất cả anh em là chạy cực kỳ mát anh em nhé, chạy cực kỳ mát đấy, thoải mái cho anh em. Em đã test trên súp kép của bên em đấy, 3000W RMS mà đánh thời gian dài mà sờ trên cái lắp lưng này, nó hầu như không ấm luôn, chứ đừng có nói là nóng, không ấm luôn, chạy rất là mát cho anh em có thể chơi con này đấy. Linh kiện chân cắm hoàn toàn, 100% linh kiện chân cắm anh em nhé. Đấy anh em nhìn chưa, chân cắm này đấy, con này thì bao khỏe cho anh em rồi. Anh em chơi sự kiện quánh súp kép mà muốn thay đổi súp hay là không cần phải nghĩ đến là công suất như thế nào, thì anh em không nên bỏ qua cái con Class TD như thế này, bao quật súp kép cho anh em rồi đấy. TD 2500 anh em nhé, đấy, lợi ích acoustic TD 2500 khỏe, cứng cáp, chắc chắn, bền bỉ, anh em phải gọi là bền bỉ. Và tiếp theo đây, cái mặt đằng sau của con này, dây nguồn liền hai chấu anh em nhé. Công suất lớn thì dây nguồn nó phải to, phải cao rồi, bự rồi, đúng không ạ? Bên này thì nó có cả cầu đầu vào hỗ trợ Canon này, có cổng linh này, có cầu ra loa rắc gài hoặc là rắc silicon cho anh em chơi. Đấy, bridge thì con này có 1+ và 2+ này, nó đấu dương cho anh em là bridge cộng này, bridge trừ nên là âm dương anh em nhé. Nhưng con này hầu như là với cái công suất như này thì hầu như là anh em chỉ đánh steel panel thôi, chứ bridge thì làm gì có súp nào chịu nổi được nó, đúng không ạ? Súp kép 50, súp kép 60 nó còn vã được rồi, thì nói chung là quá đơn giản cho anh em. Dưới này thì nó có những cái cầu gạt cho anh em, mono steel hay là bridge cho anh em này. Đấy, ok chưa? Rồi các cái cầu gạt độ nhạy, rồi các cầu gạt đánh cắt súp kiểu cho anh em chơi. Đấy, ok cho anh em. Đấy. Thì con này như em nói rồi, con này bao quật súp kép cho anh em, bền bỉ mát máy, khỏe mạnh, trâu bò. Đấy, và giá thì cực kỳ hấp dẫn, 16 triệu đồng là bên em bán ra tới tất cả anh em, và giá luôn luôn là giá limit công khai anh em nhé. Đấy, nên anh em có thể tham khảo, có thể lựa chọn. Mọi tin nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ bên em qua số góc dưới màn hình. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để xem các video mới nhất anh em nhé. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ.